Có biết anh này không? Bữa nay là không có trả tiền đâu nha, nói dạ, trước nha. Dạ. Bữa nay Đăng Lý phải trả lại cho sư phụ 2000. Đúng rồi. Dạ, mà thay vì trả cho sư phụ 2000 thì xin báo cho sư phụ một tin vô cùng vui mừng là La Thoại Tân đã thọ chay luôn rồi. Dạ. À, vậy là phải trả thêm 2000 nữa nha. Dạ đúng vậy. Dạ cái tiền đó cũng như tiền máy bay lên thiên đường đó. À, kính thưa sư phụ, kính thưa các anh em báo chí, các anh em bạn hữu và các cô các bác. Cái buổi tiệc hôm nay chúng ta có khoảng chừng 700 đến 800 người. 800 người hôm nay chúng ta đã vô tình cứu được mạng ít nhất 2 con bò. Đúng rồi. Rồi, và nếu có ăn thêm thịt quay nữa thì mình có cứu được 4 mạng con heo. Và nếu có ăn thêm seafood nữa thì trời đất ơi, không biết bao nhiêu thúng nghêu sò ốc hến. Và sau cái buổi họp báo của sư phụ tại đường Valley thì tôi bỗng nhiên, không biết ai khai sáng thì tôi không dám biết, tự nhiên cái dứt khoát luôn với hamburger hot dog trở về với chai luôn. Yeah. 5 stars for you. Có lẽ theo các đồng tu nói rằng là sư phụ gia hộ cho, vì tôi thuộc cái loại mà đầu óc trâu bò lắm. Trâu này mà trâu nước chứ không phải trâu thường nữa. À, tưởng không, con trâu hả? Dạ, tưởng con trâu mà không ai nói gì nghe hết trơn á. Sau khi đọc sách Phật có, sách Chúa có, tự nhiên cái thấy mến thương sư phụ. Và có nhiều anh em báo chí hỏi tại sao mà anh học trường dòng, rồi ông già anh là chủ tịch hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, mà bây giờ anh là theo sư phụ. Tôi nói xin lỗi anh, tôi đi đủ loại xe, Mercedes có, rồi thì là Toyota có, Cadillac có, everything. Nhưng cuối cùng tôi nhận Toyota là một loại xe tốt nhất thì tôi vẫn chọn thôi. À. Có phải không đồng bà? À. Và bây giờ sau bao nhiêu ngày sư phụ bỏ California, bỏ con, bỏ tất cả anh em đồng tôi đi qua bên kia cứu độ những đồng bào kêu gào, khóc thảm thiết. Thì bao nhiêu ngày sư phụ đi như thế, con ở nhà ăn chay. Con nói thiệt với sư phụ hồi đó là mẹ con đó biểu nhớ nha con, một năm con không ăn ngày nào, nhớ mùng một Tết ráng mà giữ chay nha con. Nó dạ, vì chữ hiếu thưa quý vị, tôi ăn buổi sáng, tôi coi mấy giờ đang ăn buổi trưa. Trưa chưa kịp tôi coi tới buổi tối, đặng chi đặng tới 12 giờ làm cái bánh tét chơi. Cái nghiệp chướng nó còn nặng lắm mà. Thì con người ăn chay giống như một chiếc xe được đổ xăng mà chưa được đề pa. Tôi hiện bây giờ là chiếc xe đầy xăng đầy nhớt rồi mà chưa có đề pa bước nào, bởi vì chưa thọ tâm ấn. Thì tâm ấn là cái gì? Tâm ấn là chúng ta phải giữ giới, trì giới, biết thiền, biết cứu độ chúng sinh, biết bỏ qua những gì người ta làm phiền mình. Ai chửi bỏ qua, ai đánh cũng bỏ qua. Chúa dạy đánh tay mặt đưa tay trái quánh tiếp. Thiệt không? Dạ thiệt chứ. Thiệt không? Đây. Cứ lên mà quánh, lên làm thử đi. Alright man. Làm liền chứ mà nói không có được. Quánh liền. I don't care. Đây. Cái gì vậy thiệt không? Quấn. Quấn cho đau nghe không? Nhà kiểu vỏ khoai lang quá. Dạ, quấn. Ây da. Trời ơi, dữ quá vậy, nó dẫn mà làm dữ vậy. Thưa quý vị, chưa có đau đâu. Chưa hả? Bởi vì tất cả cái này, nhà Phật nói, tất cả cái gì của chúng con có ở trần gian đều là quyển. Quyển nghĩa là gì? Không có thật. Xin nói rõ hơn chút xíu nữa, buổi sáng chúng ta đang ăn thì buổi trưa chưa ăn thấy đói rồi. Trưa là một bụng no, chiều chưa nhậu thấy đói rồi. Tối ăn khuya chưa làm lợi thấy đỡ đói đói nữa. Thế như là không có gì thật hết. Ngay cha mẹ mình cũng không thật. À, có một tỳ kheo hỏi Đức Thích Ca, hỏi thưa ngài, con là của con chứ? Thích Ca hỏi cái gì của con nói ta nghe.
và thưa Ngài, tóc là của con. Đức Phật hỏi nhẹ nhẹ rằng, con biết trên đầu có con bao nhiêu sợi tóc? Ông nói, dạ thưa không biết. À, như vậy sao gọi là của con được? Khi mắt con bị nhậm đỏ, con biểu nó ngừng đau, con có được không? Dạ không, con phải đi bác sĩ. Khi răng con bị sâu, con biết đừng đau, đừng nhức nữa, được không? Không được. Khi con buồn ngủ, đừng ngủ được không? Và nhất là cái phút cuối cùng của chúng ta, khi hấp hối chết, quý đừng chết có được không? Không, vẫn phải chết. Có đệ tử rồi, La Thầy Tăng đệ tử nhiều quá trời. Dạ. Tối hôm qua tôi thấy Tổng thống Nixon qua đời, người ta chiếu lại cái thời sự. À, đúng thấy rồi. Ông ngồi, quan tài của bà vợ đi ngang qua, ông ngồi khóc như một đứa con nít. Thưa quý vị, Nixon là một ông tổng thống rất nổi tiếng, rất thông minh, làm cố vấn cho không biết bao nhiêu đời tổng thống bây giờ, thế mà cũng khoanh tay trước Thượng Đế bởi vì ông đã rước vợ đi rồi. Khóc. Và chính hôm qua ông bị đi họp luôn rồi. Tại sao? Bị stroke. Tại sao người ta bị stroke? Ăn thịt nhiều quá chứ có gì đâu. Ăn thịt nhiều vào, uống rượu nhiều vào, hút thuốc nhiều vào, uống cà phê thêm vào, lo lắng thêm, làm giàu thêm đi rồi stroke. Stroke yeah, thôi. It's true. Right. It's true. Ok, cho nên xin hứa với trư phụ, con có nghèo con chịu. Chứ con không dám ăn gian nói dối, không dám chửi ai hết. Để mình giàu không, con không dám nữa. Trước đây 28 ngày hay là 30 ngày con bị xa trước cám dỗ thật. Nhưng bây giờ sư phụ đã nói câu này, con nghe qua cái băng con nghĩ rằng là khi chúng ta ăn thịt là chúng ta sát sinh. Nhưng sát sinh không phải là chém con vật mới là sát sinh, mà khi chúng ta nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu kẻ khác, chúng ta mang tội sát sinh rồi. Thế thì khi chúng ta muốn nói xấu ai, chúng ta nhìn chúng ta vào gương, chúng ta có tốt hay không, có đẹp hay không, rồi bắt đầu nói người khác. Con người như nhau hết. Tiếng Tây nó có một câu rất hay, l'homme c'est un roseau mais n'est qu'un roseau pensant, nghĩa là con người chỉ là một cây sậy, mà cây sậy biết suy nghĩ, cây sậy rất là yếu ớt, không có gì có thể so sánh trên đời này với cây sậy hết. Đồ vô dụng mà, nhưng cây sậy biết suy nghĩ. Nhưng con người đã lạm dụng sự suy nghĩ đó, chà đạp lên mạng sống của con vật, lấy con vật để nuôi sống chúng ta, cái điều đó phi lý, unfair. Thôi bây giờ La Thầy Tăng đổi nghề. Dạ, thôi bây giờ nghe con làm, xin làm mục sư hay là dạ không, tại chắc mai cũng xuống tóc luôn rồi, nó lên tới đây rồi. Còn mấy cộng thôi khỏi. Dạ còn hơi cộng. Nó le que giờ đó, nó cũng là quyển rồi đó. À, bây giờ xin kể một số chuyện vui hiến sư phụ chơi, rồi lát nữa sẽ đờn tranh hiến sư phụ bản Huế và tiền Bắc Duyên Nam. Dạ. Có cái anh bạn tôi kế bên nhà, anh nhậu nhẹt kia lắm, tôi khuyên anh ăn chay, thì anh theo tôi ăn chay được 6 ngày. Bữa đó ban đêm lái xe ngang qua tiệm seafood, cái mùi cua răng muối trong đó bay ra, bắt luôn mũi anh quá, anh thèm quá. Anh vô anh đậu parking, vô anh kêu, bôi, lợi biểu. Rồi hỏi anh muốn ăn gì? Anh nói anh cho tôi một dĩa đậu hũ Phi Châu coi. Đất ơi. Dạ. Yeah. Rồi anh đòi nói dạ đây có seafood chứ không có đậu hũ Phi Châu. Anh cho tôi dĩa tương Phi Luật Tân. Ông kia nó cũng không có luôn. Ôi thôi anh cho tôi dĩa rau muống luộc mà miền Alaska đi. Chết rồi. Cái anh nói ông ăn seafood thì thôi, ông uống Coca rồi ông về chứ không có cách gì mà tôi có mấy đồ đó. Anh nói thôi cho anh cho tôi dĩa cua răng muối đi. Anh bồi mới vừa quay lưng đi cái anh chắp tay nói dạ lại sư phụ, con cũng muốn ăn chay lắm, con kêu không có cho nên con ăn đỡ cua răng muối. Nhớ nha, đừng có ngã mặn kiểu đó chết á. Mấy người truyền tâm ấn rồi là chết liền lập tức đó nghe không. Tôi thì còn được khá khá. Chơi cho anh cha này quánh đau thiệt chứ mới chơi được nghe. Có một cái chợ đang bán thịt, rau, cá, đủ các thứ. Thì có một thiền sư đó trên núi xuống đứng giảng cho đồng bào nghe. Đừng bao giờ ăn cá, ăn thịt nữa nhé. Bởi vì chúng ta như thế là tội sát sinh. Thì ông chủ hàng thịt ông ra, ông cầm dao. Ông nói nè, ông kiếm chỗ khác chơi nghe. Chỗ nào tôi bán thịt, ông nói vậy rồi tôi bán cho ai. Ông thiền sư, ông cũng hiền, ông bỏ ông đi. Cái anh bán thịt đó, hai ngày sau, anh muốn đi săn, anh cầm khẩu súng lên rừng anh săn. Anh săn đi ngang qua cái chỗ cái bẫy ở trên đó, người ta có cái bẫy. Hễ một con vật nào đi ngang thì cái lưới nó bùng xuống thì con vật
lùng bùng trong đó. Thì anh đi ngang qua đó, cái lưới nó xa xuống, ảnh lùng bùng trong đó. Thì có hai con cọp đi ngang, ảnh sợ quá, xanh mặt, nước mắt chảy, run, sợ con cọp ăn mà. Thì con cọp cái định tới vồ ảnh, thì con cọp thứ nhì nó biết nói tiếng người, chắc nó cũng có truyền tâm ấn rồi hay sao đó. Nó nói anh à, anh thấy không, nó đang khiếp sợ kìa, nó đang run kìa, nó đang chảy nước mắt kìa, anh thấy tội sao, thiếu gì vật khác để ăn, thôi tha cho nó đi. Nó bỏ nó đi. Và thưa quý vị, cái ông chủ hàng thịt đó từ đó thì về ăn chay và xin truyền tâm ấn luôn. Sau đây tôi có một câu chuyện của một anh Quảng Nam. Mà anh gặp tôi đâu là anh chuyên môn yêu cầu nói chuyện Quảng Nam cho anh nghe, mà phải nói bằng tiếng Quảng Nam. Thì ai ở đây là người Quảng Nam xin bỏ lỗi cho tôi. Quảng Nôm. Quảng Nôm. Hồi năm ngoái ở Texas có mở một cái meeting, người ta làm sân khấu như vậy, thì ai quốc ức cứ lên để phát biểu. Thì có một Quảng Nam lên nói nguyên văn như thế này. Thiệt không? Dạ thiệt. Vậy hả? Kính thưa toàn thể đồng bào. Đúng vậy, đúng vậy. Nó y tín nói như vậy đó. Tôi bữa nay mà tôi lên đây là bởi vì ràng cái thằng, thằng vô, thằng nói tôi là CEO. Trời đất ơi, tôi thề với đồng bào tôi không biết CEO là cái con khỉ chi hết. Rước mà nửa đây mới gõ cửa, bác tôi lên trên rừng, dòm tới bò thoáng. Hậu đầu ông quánh bằng củi chò. Sau đó tôi không thấy tôi không khê, vì có cái gì mà khê phải đồng bào. Ông quánh tôi bằng củi tọa. Tôi cũng không khê luôn. Cán đè tôi ra, thọc vào lét tôi. Trời đất ơi, chết cho đồng bào ơi. Đau thì chịu nổi chứ nhục làm sao mà nhịn cười được phải đồng bào. Rứa mà tôi nêu cô tinh thần, tôi không có cười. Tới gần 5 giờ chiều, dẹo tay đi. 5 giờ chiều sao? Nó dạ. Mỏi tay nó thôi hả? Dạ chưa. Tới 5 giờ chiều thì nó nói cha này lì quá. Thọt lét bằng lỗ rúng mới được. Thì thưa đồng bào, hắn lấy cái ngón tay đi bằng cái chọt vô lỗ rúng tôi. Thưa quý đồng bào rằng tôi đau bụng thì tôi chịu, cho em mà xích vào cù là tôi chửi cười nguyên một thoáng đó đồng bào ạ. Tôi không thể mô chịu được mà em mà rờ tới lỗ rúng tôi hết. Rứa mà cứ bạn ngoái lỗ rúng tôi hồi à. Tôi nói thôi, A Di Đà Phật cho con cười cái trong đỏ cái. Tới đâu tới cho làm rang trừ. Kệ nó, cho tôi cười cái. Tôi cười hơi tiếng đồng hồ gần đứt rúng chết luôn. Tôi cười tưởng hắn thoa, đạn giòn tôi tóm nam luôn. Uống nước độc giòn vòn như củ nghệ đó đồng bào ơi. Trừ nhờ ăn chay mới giòn khó khó ri đây. Hồi nãy có gặp mấy anh sai sai rồi, nói mấy cha có tiền không, bỏ ra tôi kể trong câu chuyện 2000 chữ tê nghe chơi. Anh kia nói trời ơi sức mấy mà 2000 chữ tê em thành câu chuyện, mày muốn nhiêu? Nói mỗi người 20, năm anh lấy 100 bỏ túi rồi anh kể chữ tê như thế này. Theo tin tức tờ Time và tờ Thời Thế thì thượng tuần tháng 8 thượng tọa Thích Tâm Tuyền toàn tự thiêu tại thành trường Tư Thục Tôn thất thuyết. Tin thầy tự thiêu tới tay tổng thống tức tốc triệu tập thiếu tá tung tới Tư Thất truyền tuyển 8 tên thám tử tóm thầy, tống thầy trên trực thăng tải thầy tới trung tâm tỉnh Thủ Thừa. Thiếu tá tung tống thầy trên thượng tuần thứ 8, trong 8 tuần tuyệt thực thầy tịch trong tù, tin thầy tịch trong tù tung tràn từ thành tỷ thứ thôn trang, tổng trưởng thông tin tôn thất thiện tháp tùng 8 tên tài tử tiếng tâm thoại tân thanh thúy thái thanh thanh tú tới thăm thầy. Thành thí, thành thí thấy thi thể thầy tăng tác, thi thí thầm thà, thầm thuộc, thúc tha, thúc thích. Toàn thể tăng tử thành thật thương tiếc thầy. Thôi, cảm ơn. Trời mà nhớ hay quá vậy hả? Chọc được sư phụ cười là con vui lắm rồi thiệt. Không ai gì cũng hơn. Cười hết trơn, ai cũng sư phụ là chọc người ta cười, mà con đã tôn sư phụ là sư phụ con rồi, mà bây giờ con chọc sư phụ cười là con vui lắm rồi. Và kính thưa quý vị, sau đây tôi xin kể một câu chuyện cuối cùng, vì chương trình đại nhạc hội hôm nay có vẻ còn đông lắm á, đứng đây mà cà kê dây ngỗng tội đồng bào lắm. Tôi đi một chiếc tàu đó, cái khả năng nó chứa chừng 500 người, còn cái chỗ đứng không, không có chỗ ngồi nữa. Thì tôi thấy có một anh sinh viên bên này đeo cái đờn, bên này xách cái túi sách, anh đi
tới đi luôn, anh tìm một chỗ thật đẹp anh ngồi. Thì cuối cùng anh chọn cái góc đó, đối diện với cô đó 19 tuổi, đẹp lắm, đẹp như mơ mà hơi mập chút xíu. Cô ngồi với đứa em gái khoảng 8 tuổi. Cái đợi lúc trăng lên, anh lấy cái guitar anh đờn từng tưng tưng, anh hát dư âm, hát như thế. Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng đầy bao hương. Không gian trầm lắng như yếm du, ai trong cơn mưa muốn nói cùng em những lời hẹn ước. Tìm anh muốn nói nhưng ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Và thưa quý vị, cũng ngáp cái ào ngủ luôn. Cái anh lấy bài thứ nhì bản Mộng Dưới Hoa của Phạm Đình Chương hát như thế này. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại. Họ hẹn nhau rồi và cái thưa sư phụ thì sau đó cô cũng ngáp ào ngủ luôn nữa. Anh tức quá anh đổi lời ca bạn như này. Chưa gặp em anh đã phát sầu, có nàng thiếu nữ mập như trâu, mắt to mồm lớn cười như ngựa. Họ hẹn nhau rồi em đi đi. Con nói đồ cha vô duyên, tôi mập thế kệ tôi, mắc mới vậy mà anh nói tôi. Cái cô ngủ. Cái thưa quý vị thì cũng đợi đến ngày thứ năm. Mà cái ngày thứ năm thì hai chị em có đem gạo sấy, cơm khô, nước uống, còn ảnh không có gì hết. Có đàn với sách không. Ảnh đói mềm ruột, đói ghê gớm lắm. Đến ngày thứ năm mà trên biển cả mà con người nó đói thì quý vị biết rồi, nó ẻo lạ lắm. Đuổi rùi cũng không may, anh ngoẹo cổ nên chạy nước miếng bên. Cô chị nói em qua nói anh đó ca cho chị nửa bài thôi, chị hiến quả tim của chị cho ảnh. Đứa em gái qua nói y chang vậy. Thì anh nghe nhỏ nói, anh nói trời ơi chết tao rồi, sao bộ chị mày muốn dẫn đi sự đau khổ của tao à? Nói chị quả tim bây giờ anh không có cần nữa đâu, có gạo sấy bố thí cho nửa gói rồi ta hát cho ngàn bài cho nghe, cái quả tim dẹp qua bên đi. Và kính thưa quý vị, khi con người ta đói lắm rồi thì nửa gói gạo sấy quý hơn quả tim của một người đẹp. Cảm ơn. Thưa sư phụ, thấy sư phụ vui rất là mừng, lại ơn trên cho sư phụ có nhiều sức khỏe thêm nữa để hoằng pháp, để độ chúng sinh, để giúp cho người chúng con bất lực, không có phương tiện và tất cả trên kia. Nhưng sư phụ là người đại diện chúng con ráng làm chuyện đó. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. A Di Đà Phật. Everything up to God. I cannot do much. I only try my best. Thưa sư phụ, có nghe đồng tu nói sư phụ thích bài Quế. Thì bài đầu tiên. Và sau đó con cũng làm luôn bài Tình Bắc Dương Nam. Ba thầy Tân đủ nghề hết vậy? Biết đánh thiệt không đây hay là vặn video trọng vậy? Dạ chắc vậy đó. Ai à, đúng là nghệ sĩ đa tài ha. Hay quá, giỏi thiệt. I didn't know you could even play music. You're so talented. Wow. Hay như bà xã mê quá trời hả? Thank you.
Accompany him because he makes so fast so I cannot do it. Cái bài này đâu có hát mà chạy kiểu ăn cướp vậy? Phải không? Hình như cái bài này hát chậm chậm đấy đúng không ấy? Dạ. Bài là bài tình Bắc Duyên Nam. Maybe I don't know. No. Long time, you know, I left Vietnam. I forgot many songs. Qua dòng sông, sông dài tìm đến phương này một nhà thân ai. La 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 la. Ơi tình Bắc Duyên Nam là duyên tình chung muôn đời ta năm say năm. La 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 la. Ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Ngày mai thành công nơi nơi gieo cười quê hương thổi đầu số ngăn sông núi cánh chia ta đem yêu thương về cho phương ba tiệm về mảnh vườn hoa thắm bông tầm xuân trao nàng về hát ân tình hồng hồng đôi má. La 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 la. Ơi mạch sống yên vui là vui yêu nhau đi vào chung bóng thôi. La la la. Beautiful. Dạ, có lẽ con đờn sai mà sư phụ hát đúng. Không phải. Cho nên mình làm lần thôi chứ để rồi thiên hạ rồi la con. Để ló tặc lên. Thầy trò ló lên. Dạ, con sẽ còn đứng đây để làm MC như sư phụ đã yêu cầu. Yes. Thưa quý vị, từ giờ phút này tôi làm MC của sân khấu này luôn. Nếu mà thì nghỉ chút đi, mấy bữa nay ăn chay cơ bộ sức khỏe yếu kém. Không, thưa sư phụ, từ ngày con ăn chay sức khỏe rất dồi dào. Đúng rồi, nó giận nhớ xuống mạnh lắm nhớ. Xuống chừng 2-3 pao. Yeah. Never mind. Never mind. Hồi trước mình mập là mập thịt, mập cá mà. À. Bây giờ mình ốm là ốm rau, ốm đậu. Ờ, à, đông mơ hả? Ok. Tại lâu lâu rồi nó đâu có nhớ mấy cái bài Việt Nam nữa hát đại. Mà tại vì quý vị này cũng quên hết. Thành ra mình đâu có ai biết ai hát sai đâu.